Nâng cao chất lượng y tế là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song y tế Ngọc Lặc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc là bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, đóng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Thời gian qua, bệnh viện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu ngành y tế đề ra, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, đảm bảo về cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ. Bệnh viện thực hiện thí điểm nhận xét y lệnh điều trị, chỉ định cận lâm sàng trên phần mềm quản lý bệnh viện đã triển khai ở tất cả các khoa lâm sàng về khám lâm sàng, nhận xét hàng ngày, y lệnh điều trị, chỉ định cận lâm sàng, tường trình phẫu thuật, biên bản hội chẩn, giấy ra viện. Việc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện liên tục theo bộ 83 tiêu chí đạt hiệu quả tích cực, giúp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc tăng điểm trung bình từ 3.43 năm 2020 lên 3.73 năm 2021. Đồng thời, bệnh viện thực hiện kế hoạch 1205 ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo duy trì ổn định ở mức 93% đến 96% tỷ lệ người bệnh hài lòng với bệnh viện. Tôi về đây cũng là bị bệnh phổi, thì cũng về đây trong khoa nội đây là bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ Quyết, thì cũng được sự chăm sóc của bác sĩ với các nhân viên y tế ở đây chăm sóc cho tôi đến 2-3 hôm nay cũng đỡ giảm được nhiều rồi. Thế thì trong bệnh tình của tôi là về đây, trước khi là về đây thì bệnh tình là rất là nặng, rồi là máy móc, rồi là tất cả là dụng cụ, đồ dùng là tôi đi được đi siêu âm này, chụp X quang này, chụp CT là cũng đảm bảo các máy móc là cũng thiết bị là cũng đầy đủ. Các bác sĩ ăn hỏi ăn cần là chăm sóc cho tôi nghe đỡ hẳn. Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát với tốc độ lây lan chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc vừa thực hiện các biện pháp đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh an toàn cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn của Bộ Y tế, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tổ chức phân luồng, sàng lọc, phân loại, cách ly theo đúng yêu cầu của ngành, xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống dịch COVID-19. Đồng thời, bệnh viện xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ như tổ điều trị, các tổ cấp cứu, chuyển viện, tiếp nhận người bệnh, dinh dưỡng, thành lập khu điều trị, thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại bệnh viện. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân không có triệu chứng, điều trị khỏi bệnh nhân, tiếp tục điều trị bệnh nhân, cử hàng trăm cán bộ hỗ trợ việc khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sau tiêm và vận chuyển cấp cứu, phục vụ công tác tiêm phòng vaccine, tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân và người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID. Trong năm 2021, bệnh viện được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đầu tư một hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, triển khai test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm Real-time PCR trong sàng lọc COVID-19, tiếp nhận vật tư y tế, hóa chất phục vụ phòng chống dịch do CDC tỉnh cấp và 100 giường dã chiến phục vụ phòng chống dịch do Hội Doanh nghiệp tỉnh tài trợ. Khi điều trị ở khu F0 thì vấn đề cách ly, rồi vấn đề xử lý rác thải, rồi vấn đề chăm sóc người bệnh phải tuyệt đối vô khuẩn và đảm bảo cái cách ly tuyệt đối, cho nên cái việc này là từ trước đến nay là chưa có, cho nên là vấn đề triển khai cho anh em thực hiện nó cũng vướng mắc là quá trình là dần dần mới thực hiện được. Hiện tại thì thực hiện rất là tốt. Đấy là vấn đề điều trị F0. Thứ hai nữa là một số cái khó khăn là trong công tác phòng chống dịch thì từ trước đến nay là đơn vị chúng tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, tức là bây giờ là không có ngân sách nhà nước nữa, mà bây giờ chúng tôi phải chi phí một cái nguồn tương đối lớn cho công tác phòng chống dịch, ví dụ như mua quần áo bảo hộ, rồi là thuốc khử khuẩn, rồi trang thiết bị, thì nó rất là khó khăn cho cái nguồn thu của đơn vị. Thứ ba nữa là do cái điều trị F0 tại đơn vị, cho nên một số bệnh nhân là người ta cũng rất là ngại, cho nên công tác khám chữa bệnh cho những bệnh nhân thông thường cũng hết sức khó khăn.
tức là tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị sẽ giảm đi rõ rệt so với những năm trước đây. Cùng với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Trung tâm Y tế đã tham mưu triển khai kịp thời các văn bản công văn chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở, thành lập 2 đội phòng chống dịch lưu động của Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch với các thành phần, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch và cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch của đơn vị, cán bộ trưởng trạm và chuyên trách phòng chống dịch của trạm y tế các xã thị trấn. Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc đã tham mưu kịp thời phối hợp với các đoàn liên ngành của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện triển khai giám sát, kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ quan xí nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp dịch vụ kinh doanh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo trạm y tế xã thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương, 100% các xã thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay từ giai đoạn đầu của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc kịp thời xây dựng kế hoạch các phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo từng mức độ tình hình dịch bệnh cụ thể. Thực hiện kế hoạch số 183 ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc đã huy động mọi nguồn lực, nhân lực, phương tiện, vật chất phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2021, công tác tiêm chủng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, không có trường hợp tử vong trong và sau tiêm chủng. Các trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm được xử trí kịp thời, ổn định. Cụ thể, tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng một mũi vaccine phòng COVID-19 là 83.302 trên 84.740 người dân. Tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 78.024 trên 84.740 người dân, đạt tỷ lệ 92,07%. Tổng số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm 1 mũi vaccine là 11.579 trên 11.740, đạt tỷ lệ 98,46%. Đối với huyện thì có hệ thống của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và Trung tâm Y tế, cùng với hệ thống y tế cơ sở ở xã nữa. Thì bất kỳ giai đoạn nào, y tế cũng giữ vai trò quan trọng, đó là từ cái việc phòng chống đến khám chữa bệnh, điều trị cho con người. Mà con người có khỏe mạnh thì mới hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực. Thì đặc biệt là trong tình hình hiện nay, tình hình dịch bệnh rất là phức tạp trên người, đó là COVID-19, thì ngành y tế có vai trò rất quan trọng. Cùng với hệ thống thì từ cái việc tham gia truy vết, xét nghiệm, cách ly, dập dịch và điều trị. Và tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc hiện tại là đang điều trị với số lượt bệnh nhân là hơn 100 người. Và đối với huyện thì cũng rất là quan tâm đến đội ngũ này. Kể từ khi đội ngũ bác sĩ của Ngọc Lặc tham gia phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh thì lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, tặng quà động viên lên đường và tổ chức thăm hỏi gia đình trong cái thời gian mà các bác sĩ, y sĩ đi miền Nam. Cùng với đó thì hỗ trợ về nhân lực, về vật lực và cả kinh phí. Có thể nói, sự nỗ lực của ngành y tế Ngọc Lặc trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.